Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay em có đến đây ghi hình cả chuồng bò đây cô chú anh chị và các bạn. Rất là nhiều bò ha. Bầy bò này có một bộ mẹ con, mạng mẹ đang mang thai. Với lại hai con bò chữa. Hai bò bên kia là hai con bò chữa nha. Hai con bò tơ chữa luôn. Đó. Một con là Xin, còn một con là Bombay lùn. Đây. Thì trước mắt chúng ta là hình ảnh của xin lỗi mọi người, em nghe điện thoại khách hàng cái. Dạ em nghe hả? Chú đoạn này của phải của anh Út ở bên đây không? Dạ đúng rồi anh. Ở bên đó có con đếp mẹ nào 6 tháng đẹp đẹp không? Dạ dạ chưa có anh ơi, để có anh điện cho. Chuyện nào có anh không gửi hình qua Zalo qua chỗ này cho tôi coi anh. Dạ rồi, dạ rồi. Mình nói ở đây thì có một bộ mẹ con nè, con mẹ nè, con mẹ Bosin, con là con cái kem được 6 tháng ha, con mẹ đang mang thai lại 4 tháng rưỡi đó, cái vú còn căng sữa nó bốn bên, còn bên nè cô chú anh chị bạn thấy không đó, mình qua đây mình coi bên đây còn căng sữa nè, đây bên đây còn căng sữa đầy nha, đó cô chú anh chị bạn ta coi bên đây còn căng sữa đầy nha. Thì bây giờ anh muốn bán con mẹ hoặc là bán con, nói chung là ai mua được con nào anh bán con đấy. Đây cô chú anh chị các bạn nè, mà mua bộ mẹ con luôn cũng được ha. À, bây giờ hiện thì con mẹ đang mang thai lại 4 tháng rưỡi nha, con 6 tháng, con mẹ mang thai 4 tháng rưỡi. Đây chân móng nè, mình coi nha, đó dàn vú thì bốn bên, còn bên đang căng sữa nè. Đây cô chú anh chị các bạn ta thấy ha, này là bô sim thùng hết, biết thùng không, mát sữa dữ lắm. Con 6 tháng nè, cái kem sải tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nha. Và kế bên đây là có một con bò lai sim đó, bò lai sim đầu trụi tơ nha, con này hiện đang mang thai 7 tháng rưỡi nè. Đó, con bò này bò lai sin tơ mang thai 7 tháng rưỡi. Chân móng mình coi kỹ nha. Nè. Tơ mang thai 7 tháng rưỡi nè, đầu trụi. Kế bên có một con Bombay. Con Bombay này thì nó đang mang thai là 8 tháng rưỡi rồi. Tơ chữa nha. Bò tơ chữa xuống vú nè cô chú anh chị bạn thấy không? Vú nè, xuống vú nè, căng sữa nè. Đó, rúng nè. Con này cái mẫu Bombay này thì bà con cô bác biết rồi, nó lùn chứ nó không có cao, nhưng mà được cái nó đặc với lại nó đẻ sai đó, cái thể loại này là đụng đẻ nha cô chú chị các bạn. Đây thì nói chung là anh nói là ba con bò này là chữa pháp cơm đó, thì bây giờ em sẽ báo giá cho chú anh chị và các bạn từng con ha. Em nghe anh ơi. Rồi, đợi em cái, em tắt điện thoại. Đây thì cô chú anh chị và các bạn cũng biết là cái dòng Bombay này thì nó không được cao như là mấy con bò sim. Nó không có cao dình vàng, nhưng mà nó được cái thùng với lại cái vàng sữa, kèm theo là nó đẻ sai nha cô chú anh chị các bạn. Đây mình coi nè, con bò nó xuống vú hết trơn là nó sắp đẻ rồi đó. Đó thì bà con cô bác nào cảm thấy ưng muốn mua con bò này thì cứ liên hệ với em ha. Và bây giờ em xin báo giá con bò này có giá là 31 triệu nha. Bò này là tơ chữa nha cô chú anh chị các bạn, đang mang thai lứa đầu, chuẩn bị gần đẻ rồi, mình thấy nó xuống vàng sữa nè, mình thấy không, nó đang mang thai lứa đầu nha. Đấy cô chú anh chị các bạn, rất là đẹp, sái thì nghiêm chỉnh đầu trụi luôn nha. Nè còn cái hoa nè, đó mình coi đi, sệ hết rồi. Con kế bên, con này là chữa 7 tháng rưỡi nè, con này là bò sim nha, bò lai sim, nó được cái cao dình vàng ha, con này cao chẳng khoảng 1m30 mấy á đó, chân móng nè. Đây con này thì chữa 7 tháng rưỡi, con này có giá bán là 31 triệu luôn nè. Ai không thích lùn thì thích cao, con này cao nhưng mà cái thùng nó không bằng con bên đây. Thì nói chung là nó mỗi một dòng bò nó khác nhau nha, chứ không phải là con nào cũng như con nấy nha cô chú anh chị bạn. Mình coi nè, cái dòng này thì nó được cái thùng nè,
thứ nhất thứ nhì là cái vàng sữa, và cái cuối cùng là nó xanh lẹ, nói chung là nó đẻ nhiều lứa. Con lai xin này nó cũng là một trong những dòng bò đẻ sai, nhưng mà nó có một cái là nó dình vàng, nó cao hơn con này nhiều đó. Thì con này chữa 7 tháng rưỡi giá 31 triệu, con này chữa 8 tháng rưỡi giá cũng 31 triệu. Mình nhìn kỹ chân cẳng ha. Bò này thì thai lớn rồi, về mình 3 ngày đầu tiên bắt tài chở tới thì bà con cô bác chúng ta vui lòng kiểm tra thai và báo lại cho em biết ha. Còn con này nè, anh nói nhiêu tiền của anh? Anh bò con nè hả? 16 triệu. Đây con bò cái kem Pháp, con của con bò Bosin bên kia, nó mẹ nó bên kia ở chính cô chú anh chị bạn. Con này qua bự ha, qua bự nè, xương chậu rộng, đùi đít khỏi che, giò cẳng thẳng băng luôn, rúng nè, đầy đủ ha. Sái tích thì nghiêm chỉnh, bò này nhóm sừng giống mẹ nè, nó sái tích nghiêm chỉnh nè ha, lưng dai khỏi che luôn. Đây con này có giá 16 triệu rưỡi. Con kế bên đây, kế bên đây là con mẹ của con bò kem đó nè. Con này cái thùng vàng thùng nè, cô chú anh chị các bạn coi nè, thấy không? Ê bò, bò quay mặt ở đây coi đó, mình coi nè, cái vàng thùng nè, cái vàng vú nè, nó bú hết bên còn bên nè, cô chú anh chị các bạn thấy không, căng sữa nè. Con này hiện đang mang thai lại luôn nha, đang mang thai 4 tháng rưỡi nha cô chú anh chị các bạn. Đó, chân móng thì cô chú anh chị các bạn cũng có thể thấy trực tiếp qua cái video của em, khi mà em giao bò tới thì bà con cô bác có quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán nha. Và con bò mẹ này thì anh chủ nhà sẽ bao lòi cho cô chú anh chị và các bạn luôn nè. Đó, thì 3 tháng đầu tiên thì bà con cô bác nào cảm thấy mà nó mình cho ăn uống thoải mái luôn, cho ăn uống phì phè nó nằm xuống, nếu như mà có hiện tượng lú tử cung ra thì bà con cứ điện cho em, rồi em sẽ nhận lại thanh toán tiền đầy đủ của chú anh chị và các bạn. Nào, bò cái vàng thùng nè, thấy không? Con này giá chỉ có 32. Ba mấy anh? 32 phải không? Con bò mẹ là 32 triệu phải không? Con này có giá là 32 triệu của chú anh chị và bạn. Con mẹ nè, con mẹ nè, nó bú bên sữa còn bên đang căng cứng nè, của chú anh chị và bạn thấy không? Đó, nếu như mà mua con thì bán con, mua mẹ bán mẹ, mà mua hết hai mẹ con luôn thì bán hai mẹ con luôn. Đó, bà con cô bác nào cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em. Số điện thoại thì em đã để trên màn hình đó. Chân móng nè, thấy không? Rất là hay. Vàng thùng rất là to. Những con bò này đẻ con mát sữa cực kỳ, mình coi vàng vú luôn. Đó, bà con cô bác chúng ta coi đi. Đó. Con này đang mang thai lại luôn nha. Con 6 tháng mà con mẹ nó là chữa lại 4 tháng rưỡi rồi đó. Em đem về bên đây được không? Dạ được anh ơi. Anh kiếm cho cái mẫu bò xin giá cỡ 40 mà có chữa. Bây giờ ở đây là có một bộ mẹ con em đang quay phim nè. Là con mẹ mang thai, mà con được 6 tháng rồi, mẹ mang thai 4 tháng rưỡi rồi. Mà giá sao em? Giá là con mẹ 32 triệu, con là 16 triệu. 16 triệu rưỡi chứ lộn. Mua mẹ bán mẹ, còn mua con bán con, mua hết hai mẹ con bán luôn. Xin hả? Dạ đúng rồi, bô xin. Bô xin mà chữa em nói chữa mấy tháng? Chữa 4 tháng rưỡi, con 6 tháng. Em đang quay gì? Đúng rồi, đang quay luôn á. Để anh coi lại cái coi. Rồi. Đây cô chú anh chị các bạn. Thì nãy giờ em cũng nói sơ lược rồi ha. Giá cả thì báo đầy đủ cho bà con cô bác hết trơn ha. Nhắc lại một lần nữa nè, con này là Bombay lùn. Nó chiều cao của nó dao động tầm khoảng từ 1m2 thôi. Nhưng mà được cái mình coi vàng thùng của nó nè, nó xuống vú nè, nó sắp đẻ rồi nè, thấy không? Đó, con này giá 31 triệu, bao chữa là 8 tháng rưỡi nha. Còn con bên đây, con này là con bò xin. Con này chiều cao 1m30 mấy luôn, mà giá 31 triệu, bao chữa 7 tháng rưỡi. 7 tháng rưỡi giá 31 triệu. Còn con bên đây là con kem Pháp. Con kem Pháp này chân móng nè, hình ảnh là bà con cô bác thấy không? Thả đòn dài nè, dậu yếm nè, thấy không? Sùng sình giống y xịn màu mẹ bên kia nè. Đó, còn con màu mẹ bên đây thì nó đang mang thai 4 tháng rưỡi. Ha. Và hiện
đang mang thai kèm pháp nha cô chú anh chị và các bạn. Sái tích thì nghiêm chỉnh nha. Đó, bò này bao lòi lú cô chú anh chị và các bạn luôn nè, sái tích nè, thấy dạng thùng không? Bò nãy khá là nó dễ. Bò khá dễ luôn. Đó, bà con cô bác nào cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em. Nè, con mà ăn bò, con bò con 6 tháng nè. Mà con mẹ đang mang thai lại 4 tháng rưỡi thì bà con cô bác biết là nó đang nó đẻ rất là sai luôn. Đó. Con này đụng đẻ mà nó đẻ rất là dễ nha. Đó, những cái con bò xin, bô xin hay là những cái con bò mà dòng Bombay này thì nó đẻ rất là sai. Rồi, thì bây giờ em sẽ sử dụng thước như thường lệ và đo thử chiều cao cho bà con cô bác chúng ta coi. Để chúng ta lựa chọn con giống với mức giá thành hợp lý nha. Đây em sẽ đo hạo chiều cao thử từng con cho bà con chúng ta coi thử ha. Coi mua được thì cứ liên hệ với em. Con này chiều cao nó là khoảng 1m2 bò ha. Tại xương khu sao nè, 1m2 bò bao chữa 8 tháng rưỡi. Sắp đẻ rồi, xuống vú rồi, giá 31 triệu. Con này chiều cao 1m35. Chiều cao 1m35 tại xương khu nha. Bao chữa 7 tháng. 7 tháng rưỡi chứ lộn. Bao chữa 7 tháng rưỡi giá 31 triệu. Còn con này chiều cao 1m15, 6 tháng tuổi. Đó, giá 16 triệu 500. Còn mẹ này chiều cao 1m32. Đó. Giá của mẹ này có giá là 32 triệu. Bao chữa 4 tháng rưỡi luôn nha. Nếu như mà mua hết hai mẹ con luôn thì cái giá nó cũng vậy. Ai muốn mua con mẹ thì mua. Từ nãy đến giờ thì em cũng cập nhật đầy đủ thông tin cũng như là hình ảnh cận cảnh cho bà con cô bác chúng ta có thể lựa chọn rồi ha. Gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người đã và đang xem cái chương trình của em. Thân ái kính chào và hẹn lại cho chú anh chị và các bạn video kế tiếp.